Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua còn rất nhiều các anh các chị, đặc biệt là rất nhiều các em trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là hôm nay thì một buổi sáng sớm thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có nhận được một thông tin hai cha con ở một tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm một người vợ. Một người vợ này vô cùng rất trẻ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết câu chuyện này. Rồi xin chào em trai nhé. Em cho anh biết là em họ tên là gì? Dạ em họ tên là Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh. Khánh, em Nguyễn Khánh Linh hả? Dạ. Tên là Nguyễn Khánh Linh thì thường con gái mà. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay em 31 tuổi. Em nguyên quán ở đâu? Dạ em quê quán ở thành phố Vĩnh Long. Thành phố Vĩnh Long hả? Rồi hiện nay em đang sống Vĩnh Long luôn hả? Dạ em sống ở huyện. Ở huyện hả? Dạ. Huyện là xa hơn đúng không? Dạ từ huyện đi lên Vĩnh Long cũng mười mấy cây á. Thế từ Vĩnh Long về đây có xa không em? Dạ từ Vĩnh Long đi lên đây tới gần trăm mấy cây rồi. Ồ rồi hôm nay em đi cùng với con đúng không? Dạ đúng. Rồi hôm nay em là từ Vĩnh Long về Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình là tìm ai vậy em? Dạ hôm nay em nhờ anh em hiệp sĩ tìm vợ giúp cho em. Em cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Vợ em tên là Hồ Thị Cẩm Vân. Hồ Thị Cẩm Vân. Dạ. Vợ em sinh năm mấy? Vợ em sinh năm 1998. 1998, 2023. Dạ. 25 tuổi. Dạ. Vợ em nguyên quán ở đâu? Dạ, vợ em quê quán cũng ở Vĩnh Long luôn. Quê Vĩnh Long luôn hả? Dạ. Từ nhà em sang nhà vợ có xa không? Dạ, từ nhà em sang nhà vợ có chừng 5 cây số trở lại. Ồ, vậy là cũng gần á. Dạ. Đi xe đạp được. Dạ. Đi bộ cũng còn kịp luôn. Dạ. Em cho anh biết này, em cưới vợ lâu chưa? Dạ em cưới vợ nay cũng khoảng được cỡ 10-11 năm rồi. Gì dữ vậy? Em cưới năm vợ nhiêu tuổi? Dạ em cưới vợ năm lúc mà năm cưới vợ năm á là vợ 16 tuổi. 16 tuổi? Dạ. Năm nay vợ thế là làm sao mà được 11 năm em? Làm sao mà 11 năm em đưa hình cho anh? Làm sao được 11 năm được? Em cưới vợ là bao nhiêu? Em nói cho anh nghe nè. Dạ em nhớ là em cưới vợ hồi năm 2013 anh. 2013? Dạ. Vậy là 10 năm? Dạ. 10 năm mà 10 năm nay rồi. Dạ. Vị trí là vợ em năm nay 25 tuổi. Lúc bây giờ vợ em có 15 tuổi à? Dạ. Xong rồi về mấy năm mà sinh con? Dạ về khoảng tới chừng 3 năm. 4 năm gì em cũng không nhớ gần nữa anh. Rồi em cho anh biết là hiện nay em được mấy người con rồi? Dạ em được 2 người con rồi. Trai hay gái? Dạ đứa này là anh hai, còn đứa em gái út ở nhà nữa. Rồi hiện nay em đang sống với ai? Trước cái thời điểm mà vợ bỏ đi ấy, em sống với ai? Em sống với ba mẹ. Ba mẹ em hả? Dạ. Mấy vợ? Mấy hai người con? Ba mẹ ruột á. Ba mẹ em? Dạ. Và vợ? Và hai người con? Dạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm vườn. Vườn là cụ thể em làm công việc gì em? Là em làm trồng vườn á, trồng trồng riêng đồ đó anh. Đi chạy xe Hoa Long nữa. Em chạy xe Hoa Long hả? Dạ. Xe tải đúng không? Xe ba gác mình á anh. À xe ba gác? Dạ. Ba gác chở gì em? Dạ hai thê mình gì mình chở đó. Gọi là mình chở dịch vụ chở mướn ha. Dạ dạ. Thu nhập ổn không em? Dạ cũng bình quân cũng ổn, nhưng mà mấy tháng nay á thì xe thì chạy cũng ế ẩm quá. Trước đây một ngày thu nhập được nhiều không? Dạ một ngày em bình quân em chạy xe đó thì thu nhập ngày 500 300-400 thì cũng có, nhiều khi ngày chạy cũng 1-2 triệu cũng có nữa. Thế còn vợ em làm công việc gì? Vợ em làm công việc tự do. Sao vợ không làm công ty mà làm tự do, là làm cụ thể dạ, làm gì? Làm cũng là làm ở dưới công ty ở dưới Mít Lộng Mít đó anh. Cũng ai kêu gì cũng làm đó vậy đó. Thu nhập vợ được nhiều không? Thu nhập của vợ là tháng cũng được nghe vợ nói là tháng thu là của vợ là cũng 3-4 triệu hay gì đó. Em cũng ít không... vậy hả? Dạ. Em đi làm về hàng tháng hoặc ngày em có đưa tiền cho vợ không? Dạ tiền bạc á, thì hai vợ chồng xài chung, để trong bóp á, là xài chung với nhau. Tiền bạc á, thì em không có đưa, nhưng mà để trong đó đó là hai vợ chồng xài chung với nhau. Có lẽ em không cầm tự tay, em không có tự tay đưa cho vợ, nhưng có lẽ cứ để đó, ai xài xài. Dạ ai xài lấy xài. Dạ. Kinh tế gia đình ổn không? Dạ cũng nói chung kinh tế cũng ổn anh ơi. Mình nói chuyện to tiếng nữa được không? Dạ được. Rồi em cho anh biết là trong thời gian vừa qua là cái vợ chồng em sinh sống với nhau đến giờ phút là trên dưới 10 năm rồi. Dạ. Hai vợ chồng có hạnh phúc không? Dạ cũng hạnh phúc lắm anh ơi. Vợ em có bao giờ than phiền không?
Vợ cũng có nữa, vợ than phiền em cũng nhiều lắm, nói Than gì vậy? tại vì thấy vợ cực khổ quá, rồi thấy vợ buồn quá. Ồ, Dạ thấy vợ buồn, vợ cực khổ, vợ vợ làm những công việc gì mà cực khổ em? vợ thì từ đó thì là vợ lo cho gia đình nhiều quá, rồi thấy vợ thấy em thấy vợ cực khổ nhiều mà em không biết, em không biết vợ sao. Em nói chuyện to được không? Anh nhắc lại em nói chuyện to tiếng được không? Dạ được. Rồi bây giờ em cho anh hỏi này, vợ em ấy có lý do tại sao bỏ nhà đi? Dạ cũng tại vì do em lỗi lầm là do em sẽ gây ra hết trơn anh ơi. Lỗi gì vậy em? Dạ em bê tha, em bỏ vợ không quan tâm vợ, rồi nhậu nhẹt về rồi chửi vợ này nọ đồ, rồi vợ đi mần cực khổ về rồi không lo cho vợ, rồi không phụ vợ chăm sóc con đồ, toàn là vợ gánh vác hết trơn. Em hay nhậu nhẹt đúng không? Dạ đúng. Em nhậu đêm hay nhậu ngày? Nhậu ban đêm ban ngày cũng có hết trơn. Em có chơi bời gì nữa không? Dạ không, em chỉ là nhậu không mà anh ơi, chứ Em không nhậu với có ai? nhậu với bạn bè em, giao lưu Ồ. với bạn bè em Đi chứ nhậu thâu không. đêm suốt sáng như vậy á? Dạ không thì cũng 2 ngày 3 ngày mới nhậu chứ không phải là mỗi ngày mới nhậu anh. Nhưng mà nhậu một lần này có say xỉn không? Dạ có, nhậu mỗi lần thì cũng say xỉn. Ôi trời ơi, uống chỉ chơi chứ uống gì dữ vậy em? Anh có phải anh nhậu đâu, cả đời anh không nhậu luôn á. Dạ Mình nghiện rượu hay sao? dạ không có anh ơi, tại vì bạn bè Bạn đây bây giờ em thấy là bạn tốt hay vợ tốt? vợ bây giờ vợ tốt chứ bạn không Ờ có tốt đấy, anh sao ơi. giờ giờ sao ngày xưa nhậu cùng bây giờ em không kêu kêu à, tôi nhậu với các ông này bây giờ vợ tôi bỏ đi, tôi đi rồi giờ các ông đi kiếm vợ tôi giùm tôi được không, xem các bạn đi kiếm không Dạ không anh ơi, liệu giờ không. em sẽ thấy lại rồi, giờ chỉ có vợ là trên hết rồi, Chỉ chứ có không vợ trên có hết. mà bạn bè nữa. Ôi trời, Em giờ em hối hận dữ lắm rồi. hối hận nhiều chưa? Dạ. Em cho nhỏ này, em có đánh vợ bao giờ không? Dạ lúc trước thì có cũng có đánh vợ nhưng mà bây giờ không có đánh, từ khi hứa mẹ vợ, hứa với mẹ vợ á, từ khi hứa với mẹ vợ tới tới bây giờ có một lần quýnh vợ rồi hứa với mẹ vợ chứ Sao không bao giờ không có quýnh vợ nữa, em là đánh chỉ vợ là quýnh vợ là mấy bọc tay không à, mấy chứ cái, em quýnh cũng không nhớ nữa, chục có cái thể không, không tới, trời bảy tám ơi cái trời, đi, không có tới luôn đó năm anh ơi, cái, năm không có cái. quýnh vợ, quýnh 2 3 bọc tay à chứ không có Ôi quýnh trời, nhiều anh ơi, sao quấn vợ chi vậy? tại vì lúc đó cũng có rượu rồi cũng ghen tuông, thương vợ quá nghe lời người ta Thương nói ấy, này nói mình nọ thương ấy là mình phải đi làm ra kiếm tiền đưa dạ cho vợ, chứ không phải mình thương là mình ghen em ạ. À, đúng chưa? dạ Thế là vợ em đã bỏ nhà ra đi mấy lần rồi? có một đợt vợ em đi đi một lần đi ra ngoài Bình Dương á, rồi em có ngước về em đi, em ra ngoài em năn nỉ vợ ơi, vợ về với anh đi đừng có bỏ anh, là có một lần đó nay cũng lâu rồi nhưng mà cũng chưa, lúc đó là chưa có con anh ơi. Vợ em là cái hình này có giống bên ngoài không? Dạ giống anh. Em nhìn đây là nó có đúng là xinh gái không? Dạ vợ vợ em là xinh lắm anh, Xinh lắm mà, trời ơi xinh lắm mới đừng giữ. bởi vì bây giờ em hối hận quá Để các trời ông khác luôn. ông hốt mất rồi. Em giờ em nhờ mấy anh giúp giùm em chia sẻ giùm kiếm vợ em về, em ăn năn hối hận dữ Em lắm. cho anh biết này, vợ em bỏ nhà đi ấy, bao nhiêu ngày thôi? Dạ vợ em đi là anh nay khoảng cũng 10 mấy ngày rồi. Cụ thể Dạ bữa nay là 12 ngày rồi. vợ em bỏ đi là đêm hay ngày em? Dạ ban đêm nhất, bữa đó nhất tối về em Mấy nhậu, em đêm nhậu. trong mà nhậu trong vợ bỏ đi luôn? Dạ về rồi la vợ rồi cái rồi vợ giận, vợ Sao cũng lại la nói. nữa, đã nhậu và đã sai rồi còn la chi nữa? Em cũng nghe lời người ta này Nghe nói lời rồi. ai? Nghe lời bạn bè nói, mấy con nhỏ mà mặn chung vợ nói. Rồi bắt đầu cái về ghen tuông vợ, Trời. thấy thương vợ quá rồi mới ghen tuông, rồi mới thành ra là mới cư xử với vợ như vậy. Em cho anh hỏi là hai vợ chồng em tối có ngủ chung không? Dạ có, 2 vợ chồng ngủ chung bình thường anh. Cái thời gian gần đây nè, vợ em nó có gì đó sai sai là lạ không? Dạ không anh. Vợ em ở nhà có bấm điện thoại chơi điện thoại với ai không? Nhắn tin gọi điện cho ai không? Dạ cũng có. Ai, trai gái? Gái trai thì em nói chung em cũng không có coi điện thoại của vợ em nữa, tại vì vợ em với vợ em 2 người á là cũng cả 20 mười mấy 20 ngày rồi không có nói chuyện, rồi không có coi điện thoại. Vậy là không coi điện thoại, còn trước có coi không? Dạ có, em có coi điện thoại vợ hoài. Vợ có cho coi không? Dạ có. Thế còn giờ là không coi nữa. Dạ vợ vợ đi mất tiêu rồi lấy gì nó coi anh. Giờ đi mất tiêu rồi.
Em ấy cái tội là nghe lời bạn mà, đúng chưa? Nghe lời con, nghe lời mấy con nhỏ, nghe lời người ta suối bậy. Này suối gì nữa? Người ta nói vợ này nọ đồ đó anh. Này là đi trong trại. Người ta dạ. Ồ, em có thấy không? Bắt được chưa? Dạ dạ bà, em có nghe em nói vậy rồi bắt đầu nói rồi xong rồi cái em mới nghĩ em hối hận người ta nói. Thế tối hôm nay em nhậu về em nói chuyện với vợ làm sao mà để vợ đi luôn nửa đêm vợ đi. Bữa đó em về, em nhậu về giấc chiều á. Giấc chiều em nhậu về rồi cái không có, bữa đó em mướn người ta mặn ở nhà rồi cũng có tổ chức cuộc nhậu ở nhà. Rồi xong rồi cái em buồn quá rồi em mới em đi nhậu nữa. Sao buồn? Em thấy như vậy á, rồi lúc cái cũng buồn. Thế là cứ buồn là mình uống gì? Vợ chồng, thấy vợ chồng nó gây gỗ hoài, em cũng buồn, tuổi em cũng buồn quá. Em gọi vợ em bằng cái gì? Dạ em kêu bằng vợ. Thế còn vợ em có kêu bằng tên không à? Vợ kêu bằng tên. Dạ. Trước đây vợ kêu bằng chồng hay là kêu bằng tên? Dạ vợ thì kêu, nhầm khi có lúc á là vợ kêu bằng anh ơi, không thôi là Linh ơi. Dạ kêu bằng tên. Nhưng mà mấy tháng nay em thấy vợ nói chữ với em cũng tốt lắm, kêu cũng ngọt với em lắm mà tại vì em không biết. Trời ơi. Dạ. Kêu ngọt là lẽ nhà mình phải thương chứ sao mà lại mình bỏ vợ vậy? À mình đánh đập vợ vậy. Ôi. Rồi trước khi vợ bỏ đi nửa đêm này vợ có đem theo cái gì đi không em? Dạ vợ đi á, vợ không có đem gì trơn mà vợ có đem chiếc xe, chạy chiếc xe theo, chiếc xe đó thì xe gì em? Chiếc quay Alpha 2022 á anh. Biển số mấy em? Biển số là 64 cờ 1 164 G1 đúng không? Cờ 1. Cờ 1 là C1 đúng không? À, dạ. 64 C1. Dạ. Bao nhiêu nữa? 19355. 19355. Dạ. Sao lại có 4 số à? 5 số mà. 19355. 19355. Dạ. 63 G1 hả? 64G. À 64 G1. Dạ. 19355. Dạ. Xe màu gì em? Dạ xe màu xanh. Vợ em đặc điểm nhận dạng là cao 1 mét mấy? Dạ vợ em cao tầm khoảng chắc cũng cỡ 1m6. Anh nhìn thấy khuôn mặt, anh nhìn khuôn mặt này người có thể là rất cao. Dạ, đúng không? Cao rồi đứng cũng ngang dài em. Rất cao đó. Dạ. Thế hiện nay là em sống một mình, những ngày này vừa rồi là em đi tìm vợ ở đâu rồi? Dạ những ngày qua em đi tìm vợ, em lên Sài Gòn em đi tìm, lên mấy anh chị rồi với đi vòng vòng đi chạy chở đứa con này đi heo chạy vòng vòng đi kiếm. Dạ. Hiện nay em có biết vợ ở đâu không? Dạ không anh, em không. Từ hôm mà vợ bỏ đi đến giờ phút này vợ có gọi điện cho các con không em? Dạ không luôn, không có liên lạc gì hết trơn. Bỏ luôn hả? Dạ. Gọi con này con khỏi cần luôn. Dạ. Bây giờ hiện nay em đã thông báo cho gia đình em hoặc gia đình bên vợ biết chưa? Dạ có, bây giờ mà bên bển thì cha mẹ cũng có điện thoại, cũng có liên lạc mà liên lạc cũng không được nữa. Còn gia đình vợ cũng có gọi đúng không? Dạ mà có. Không được. Dạ. Vợ em trước khi đi là mang theo một chiếc xe và cái gì nữa em? Dạ đem mang chiếc xe với tiền không? Tiền không vàng tiền, không? Không có đem tiền, không có lấy tiền gì hết trơn. Vàng không? Dạ không có luôn, không có gì. Điện thoại không? Dạ có điện thoại thì của vợ em xài á. Điện thoại gì em? Dạ điện thoại của vợ em là điện thoại Samsung. Dạ. Vợ em trước đây đã bỏ nhà đi lần nào chưa? Dạ thì có một lần á là em cũng chửi vợ đó rồi cũng cự đuổi vợ đi mà một lần rồi như vậy năn nỉ rồi về một lần rồi mà lúc đó thì chưa có con. Em cũng đang đi em cũng kiếm vợ một lần rồi. Anh hỏi thật bây giờ là em thương vợ em hay là em muốn tìm vợ em để nuôi con? Dạ em thương vợ em lắm anh ơi. Em thương vợ em những cái gì nhất? Em thương, em nhớ vợ em, thương vợ em á là vợ em biết lo mà em không biết suy nghĩ. Vợ em biết nó lo lắng cho gia đình hết trơn mà em không biết suy nghĩ. Em đã hối hận dữ lắm rồi anh ơi. Trời ơi. Bây giờ là em có hứa với vợ là em bỏ rượu được không? Dạ em thật hứa không? Em hứa với anh, hứa với vợ, hứa với tất cả anh em hiệp sĩ luôn. Em nếu như kiếm tìm được vợ em về em sẽ ăn năn hối cải. Em không để vợ em là để làm vợ em buồn mà khóc gì em một giọt nước mắt nào nữa hết. Vợ em trước đây có khóc không? Dạ có, vợ khóc nhiều lắm anh. Trời ơi. Khóc đêm hay khóc ngày? Dạ khóc ban đêm ban ngày. Tại vì vợ mẹ vợ mẹ kể nói ban đêm khóc. Nói điện với mẹ nó khóc, than với mẹ nói con khổ quá mẹ ơi. Trời con ơi. Khổ quá. Rồi mẹ điện nói vậy. Nói chắc con bỏ cái lên con đi quá mẹ ơi. Ôi điện dạ. Nói mẹ vậy đó.
Ê, giờ mất vợ rồi. Em có nghĩ rằng vợ em hiện nay trẻ đẹp như này ra ngoài có còn rất nhiều người con trai khác người ta có thể người ta nhòm ngó không? Đúng chưa? dạ đúng. Ừ. Thế mà ở nhà không biết giữ. Vợ đẹp con khôn đúng không? Vợ xinh gái này mà không biết đừng giữ. Còn đặc biệt là vợ rất ít tuổi còn trẻ nữa. Đúng không? Dạ. Hôm giờ em đi tìm vợ không biết bao nhiêu. Em hối hận, em ăn năn dữ lắm. Anh năn thật trong đây. Dạ em nói thiệt, em không thì em nói chung em không thề, nhưng mà em sẽ làm bằng cái hành động của Em em thôi. nếu vợ về em sẽ làm những điều gì? Em sẽ lo lắng cho vợ, không để vợ cực khổ nữa. Mỗi lần rủ bạn đi nhậu có về có chửi nữa không? Dạ không, em xin hứa không bao giờ mà để mà cái chuyện đó xảy ra với vợ một Nhưng mà lần nếu nữa. vợ bây giờ em sẽ làm cái gì đó để làm bằng chứng kìa. Được không? Nếu vợ Không, mà tiếp tục mà em tiếp tục em nhậu hoặc là em về em quậy ấy, là vợ đi luôn là không kiếm nữa. dạ không Là em chấp về nhận vợ để cho vợ đi lấy em chồng không khác. hứa, nhưng mà em về em sẽ làm cái bằng Phải cái hành động của em. em phải hứa chứ. Hứa với vợ là bây giờ ấy, nếu như anh làm gì sai có lỗi với em là anh chấp nhận là để cho em ra đi. Dạ em sẽ hứa, như em sẽ hứa như vậy. Ừ. Hứa nhưng có thực hiện được không? Dạ thực Đến hiện lúc được. có tiếc không? Dạ không bao giờ. Ừ. Em có xác định là bây giờ liệu khả năng của em đi kiếm được một người vợ đẹp như thế này nữa không? Dạ không có ai bằng vợ em hết trơn, Ừ. nên không có ai, bây giờ không có ai thế Kiếm vượt sao qua được? bằng vợ em được hết trơn. Khó lắm em ạ. Vợ em nó cực khổ vì em nhiều lắm, em hối hận quá trời. Thế không biết đừng giữ này tội quá. Rồi em hãy hứa làm sao em nói chuyện rõ ràng lên đây. Để cho vợ em xem được video video này, vợ em xem cuộc trò chuyện này, vợ em suy nghĩ lại để quay trở về, đặc biệt là với em và với các con này em. Dạ ơi, anh biết sai biết lỗi lầm của anh rồi, cái lỗi của anh nó gây ra cho em đau khổ nhiều lắm rồi, anh sẽ ăn năn hối cải, anh sẽ về anh sẽ làm một người chồng tốt, anh sẽ chăm sóc cho em, cho con, lo lắng cho gia đình. Anh không có là anh không đối xử tệ bạc với em nữa, anh xin hứa với em. Xin lỗi vợ đi, trước này mình nhầm sai mình xin lỗi đi. Anh xin lỗi vợ nhiều lắm, anh đã biết sai của anh rồi, anh hối hận nhiều lắm rồi. Anh nói cái sai, cái lỗi lầm của anh gây ra với em rồi. Em đi về với anh đi, đừng có bỏ con em ơi. Tội nghiệp cho con lắm. Đi nghe lời bạn đâm ra cuối cùng mà về nhậu nhạt nhạt say xỉn để vợ bỏ đi nửa đêm luôn. Trời ơi, hai đứa trẻ tội nghiệp. Con của em bây giờ có nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ lắm, bằng đêm hỏi trời kiếm mẹ về cho con đi. Con hai đứa đó giờ còn nhầm khi á, em chạy xe em mần về em hỏi con làm gì, con ngồi đây con khóc, nói trời con nhớ mẹ quá, con nhớ mẹ con khóc. Nhưng mà nghe đứt ruột rồi, hỏi con nhớ không, con nói con nhớ cái hình ảnh của mẹ, bây giờ nó ghi trong não trong đầu của con rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nếu vợ em không về, một mình em nuôi được hai đứa con không? Dạ nếu như vợ chứ không về thì bây giờ nói chung em cũng cố gắng mà em nuôi con em. Ai là người cho đi học, đúng không? Ai là người cho ăn? Ai là người kiếm tiền, đúng không? Dạ cũng phải có vợ về mới lo nổi anh ơi. Thế mà vợ nhà nó mới đừng giữ. Trời ơi, vợ trẻ đẹp này người ta phải thương nhé, phải cưng nhé, đúng không? Dạ thế khổ thật. Bây giờ về không nhậu nữa nha, dạ em tu hứa tính em làm không ăn bao giờ nha. nhậu nữa anh ơi. Ừ, chịu thương chịu khó đi. Dạ em sẽ thay đổi bản tính của Ừ. em sẽ không bao giờ mà em đối xử tệ bạc với Những lúc vợ mà mình em. nhậu say á, mình về mình chửi vợ là mình chửi nhỏ tiếng giống như này hay mình chửi to? Dạ em không bao giờ em chửi vợ nữa anh ơi. Không, nhưng mà trước kìa em chửi to hay chửi nhỏ giống như này? Dạ lúc trước Chửi về to đúng không? nhậu dạ cũng chửi lớn tiếng với vợ Đó, lắm. chửi quát y xèo đúng không? Dạ Đó, thấy chưa? Khi một người đàn ông, đặc biệt là một người chồng, đã đi làm về không chịu làm ăn, chịu khó rồi còn đi nhậu bạn bè đúng không? Xong dạ về em nhậu nhẹt cái mùi bia rượu như vậy, xong em chửi bới la lối sùm không để người khác ngủ đúng không? dạ Vợ nó phải giận rồi. dạ Một lần thì tha, hai ba lần, 10 lần thì phải đi rồi. Đó. Con đâu rồi, con cho chú hỏi là con tên gì con? Con là Nguyễn Ngọc gì? Nguyễn Ngọc Triệu Phú hả? Nguyễn Hồ Triệu Phú. Nguyễn Hồ Triệu Phú hả? Con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Con đi học chưa? Hôm nay xong đi học con. Hôm nay sao con không đi học?
Hôm nay xin nghỉ nó hả? Xin, nó chú ý. Nay xin cô nghỉ hả? À, xin nghỉ đi mấy ba đi đâu vậy? Đi kiếm mẹ. Kiếm mẹ hả? Con có biết mẹ đi đâu không con? Con nhớ mẹ không? Nhớ. Nhìn chú nè. Nhìn chú thì con. Con có nhớ mẹ không? Nhớ. À, con yêu mẹ nhỉ? Mấy yêu yêu ba này ai yêu yêu nhau nhiều nhất? Yêu hai người luôn hả? Sao yêu mẹ nhiều? Mẹ có ba uốn mẹ khi nào không? Ba uốn mẹ khi nào không con? Con có thấy không? Không thấy hả? Con có thấy mẹ khóc bao giờ không? À. Hôm nay con đi về đây có mệt không con? Mệt không? Mệt không? Con nhớ lại cho chú nghe. Mệt hả? Nhớ mẹ không? Con hãy nói làm sao, con bảo mẹ ơi về với con, mẹ đừng bỏ con đi. Mẹ về với con, mẹ đừng có bỏ con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ về với anh em con đi. Mẹ về mẹ em con đi. Anh em con rất nhớ mẹ. Em con rất nhớ mẹ. Mẹ đừng bỏ con nhé. Mẹ đừng bỏ con nhé. Ờ, hôm nay chú sẽ cố gắng để tìm mẹ cho con nhé. Về cố gắng ngoan học giỏi nghe không con. Dạ. Em còn muốn chia sẻ điều gì trên cái cuộc trò chuyện này không em? Dạ em muốn nhắn nhủ với vợ em, con em bây giờ là nó đang thiếu máu. Thiếu máu thì phải bác sĩ ở dưới bệnh viện Vĩnh Long á, là nó nằm bệnh viện hôm nay cũng khoảng 2 ngày 3 ngày rồi. Rồi bữa ngày hôm qua mới xuất viện, rồi bữa nay em mới trở lên gặp anh, rồi một hồi em chở vợ đi qua, chở con đi qua bên Nhi Đồng đặng khám tổng quát. À. Coi có truyền máu cho con không? Ừ. Một lần đi khám là hết nhiều tiền không em? Dạ cũng nhiều anh ơi. Ê, khổ quá. Con không... bây giờ đang được bác sĩ dưới là nó thiếu máu. Tại vì hồi nhỏ nó sinh ra là nó cũng đèo đẹt rồi. Bác sĩ khám lần nào cũng nói nó thiếu máu hết trơn. Mà bây giờ nó không quá lớn. Bác sĩ nói 8-7 năm tuổi mà mới có 19kg à. Bây giờ phải truyền máu cho nó là nó mới vượt qua cái đốt. Chứ không thôi nó bệnh hoài. Rồi hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Thì các anh em sẽ cố gắng chia sẻ nhanh nhất có thể để hy vọng là sớm biết là thông tin chính thức vợ em đang ở đâu em nhé. Dạ. Rồi hôm nay em về đây em đồng có nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi hình, em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên. Dạ. Tất cả trang mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Đồng ý. Nhờ anh em hiệp sĩ giúp giùm em kiếm kiếm tìm vợ em về, em mang ơn mấy anh nhiều lắm. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Dạ. Chúc em cùng mấy con và đặc biệt là cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Hy vọng trong một vài ngày tới thì vợ em suy nghĩ lại và em quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt là với các con của em. Dạ. Em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện là thực sự là cũng nghĩ đi thì cũng tội mà nghĩ lại thì cũng thương. Và bây giờ thì hiện nay thì trong cuộc sống hôn nhân thì mỗi một gia đình có một cái hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau. Nhưng đây vì nhiều lý do nào khác, có thể là em trai này nhiều khi cũng bỏ bê vợ con, có thể là dùng những lời nói và hành động cử chỉ không đẹp đối với vợ. Đến giờ phút này là vợ trẻ đẹp như này đã cao chạy xa bay, đã bỏ nhà ra đi nửa đêm. Hy vọng là em gái đang ở đâu đó, em suy nghĩ xem được video này, em hãy suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình. Dạ, nếu các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thẩm Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên thuyết phục em gái này quay trở về cùng với chồng và các con của mình. Quý video cho phép công trần trên thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.